em nhé. Hôm nay mình mới tập thành chơi năng lượng mặt trời, mình mua trên mạng về mình tự lắp. Thì mình tìm hiểu trên mạng thì các cái video mà hướng dẫn anh em cách lắp đặt tấm pin lên mái tôn liền mái áp mái thế này thì nó hơi hạn chế. Hôm nay mình làm một clip gọi là chi tiết một tí để cho anh em chia sẻ với anh em các kinh nghiệm mà chúng ta có thể bắt tay cái mái tôn một cách dễ dàng và an toàn nhất các bạn nhé. Đó, thì các bạn nhìn thấy ở đây trên các bạn nhìn thấy đây, hai đây hai tấm pin mình vừa lắp đấy, mình mua về thì họ sẽ bán kèm cho mình các cái thanh ray mini ray đây, mini ray đó chứ không phải là một thanh nhôm dài các bạn nhé. Đó, với đây là thanh kẹp kẹp bìa đấy, đây là kẹp giữa, cái kẹp giữa hai tấm pin đó như thế. Rồi, thế đó thì mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Bây giờ mình làm lại các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái mái tôn nhà mình ấy, mái tôn nhà mình đây là mái tôn bằng cái đòn tay bằng gỗ các bạn ạ. Nên là nó sẽ có độ co giãn uốn khi thời tiết nhiệt độ cao, mái tôn nó sẽ uốn, nó không có bằng phẳng ha. Và hơn nữa là các cái đòn tay ở bên dưới có thể là gối gác lên nhau. Đấy, nên là khi gặp nhiệt nó co giãn thì nó sẽ có thể làm vênh tấm pin các bạn nhé. Đó, thì hôm nay mình sẽ hàn thêm, gia cố thêm cho nó theo một cách mà có thể gọi là chuẩn nhất các bạn nhé. Thì đấy, như bạn nhìn thấy đây này, cái tấm pin nó hơi vênh do cái mái tôn của mình nó trũng ở giữa là các đòn tay họ gói gối lên nhau. Đó, nên là nó sẽ ảnh hưởng về lâu về dài thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái cấu trúc của pin các bạn nhé. Đây, như thế này, mặc dù nó rất là chắc chắn. Đấy, ví dụ mái chúng ta mà bị gió nó bập bềnh thì là nó sẽ vô tình nó làm cái tấm pin của chúng ta bị ảnh hưởng theo các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái tấm pin này ra cho các bạn xem ở bên dưới mình làm như thế nào với cái chắp thông thường các bạn nhé. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái tấm pin đang lắp ráp vào cho các bạn xem nhé. Để mình sẽ tháo ra cho các bạn xem cái lúc đầu mình lắp thế nào. Đấy, thì tất nhiên là lắp này vẫn đúng thôi, vẫn chuẩn thôi, nhưng mà có điều là mình nay mình gia cố thêm do cái mái tôn của mình là nó sử dụng đòn tay bằng gỗ. Đấy, các bạn dùng đòn tay bằng sắt thì không cần các bạn nhé. Hoặc là các bạn muốn nâng cao tấm pin một tí để cho nó đảm bảo về cái vấn đề thông thoáng với tỏa nhiệt ấy, thì các bạn làm như mình. Còn hy vọng clip này mình quay chi tiết thì các bạn sẽ xem được cái cách lắp đặt với một cái hệ nhỏ nhỏ này trên mái nhà và sử dụng các cái phụ kiện đơn giản nhất các bạn nhé. Hiện tại pin là mình đang chạy rồi, mình gia cố lại. Đấy, và tháo hết các ống pin ra. Rồi về đến cái kẹp giữa. Các bạn tháo ra. Nói chung chúng ta cẩn thận thì tốt thôi, thì cái gì của bên tài người mà các bạn. Mình thấy một số bạn lắp bị cái ray này bị ngược, nó không đúng, nó sinh nó sẽ yếu các bạn nhé. Đây, sau khi xong thì các bạn nó đi ra đấy, để mình nhắc ra luôn cho các bạn xem. Hiện tại giờ là đang còn nối dây thôi, mình cứ để vậy đi. Mình để tạm đây. Tí nữa mình lắp vào vị trí này luôn. Lắp lại ở vị trí này. Đây, mình lấy cái máy mà mình quay cho các bạn. Đấy, chính xác là các bạn lắp như thế này.
Đấy, các bạn nhớ nhá, các cái con ray mini này á, các bạn phải lắp xoay ngang, ngang tấm pin. Đấy, trên dưới tấm pin mono 210 này là khoảng cách nó là 70 cm. Đấy, thì các bạn lắp đo từ giữa cái ray này đến giữa ray kia là 70 đi. Đấy, như thế. Đấy, các bạn nhìn này, cái cặp giữa này. Đó, các bạn ạ, đấy, các bạn nhìn đi nhá. Cái hai cái gờ tấm pin nó sẽ nằm ở hai bên này. Đó, còn cái con trượt này nó sẽ trượt ở trên như thế ha. Đấy, các bạn nhìn vậy các bạn có thể tưởng tượng ra cách các bạn lắp đặt thôi, chứ không phải các bạn xoay dọc theo tấm pin nhá. Đấy, đáng lẽ ra là từ đây đến đây nó là một thanh liền. Đấy, từ đây đến đây là một thanh liền. Đó, nhưng chúng ta tiết kiệm, chúng ta cắt. Đấy, vừa dễ dàng vận chuyển xa các bạn nhé. Đấy, nhưng mà cái gì đơn giản thì nó cũng có cái hạn chế của nó. Đấy, nó sẽ yếu các bạn nhé. Đấy, nếu cái máy các bạn là bằng phẳng, bằng xà gỗ tôn thì nó ok, không có đề gì cả, mình không nói nhiều nhá. Hôm nay mình sẽ gia cố, mình sẽ nhấc dỡ hết các cái dây nhỏ ra, mình sẽ thay thế bằng cái bằng hai cái thanh này, hai thanh sắt này ốp xuống dưới. Rồi, sau đó mình sẽ bắt cái ray nhỏ lên. Rồi, ok các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Rồi các bạn, đấy, bây giờ mình sẽ lắp thêm hai cái thanh này đó bên dưới. Đó. Đúng ra là cái này là họ hàn không lên cao. Đấy, thì mình sẽ đón này xuống, bởi vì cái máy chúng ta yếu thì nó sẽ cái hai thanh này sẽ chịu lực bớt cho chúng ta nhá. Mình sẽ đặt như thế này. Đó, cái mái tôn của chúng ta có phẳng hay không phẳng thì đó, mình thấy, các bạn thấy không? Của mình cái đòn tay này, một cái chạy trên này, cái này thấp xuống một tí đó, hai cái đòn tay nó gối nhau do cái nhà nó dài đó, nên là nó gối nhau. Đấy, nên là cái mái tôn đó, thứ nhất là nó có độ trũng, thứ hai là các cái sóng tôn nó không có, các cái đường bắn vít này nó không có bằng nhau. Đấy, cái này các bạn có thể bắt chéo được, không cần, quan trọng phải thẳng các bạn nhé, thẳng thì nó thẩm mỹ. Nhưng chúng ta không cần phải thẳng đâu, do cái đặc thù cái mái tôn ta bắt trong dưới này là nó không có thể nào thẳng nhau được, bởi vì mái của mình một đòn tay nối mà. Sau khi mình tiến hành khoan bắt là như thế này đó, các bạn gắn các cái ray lên như thế đó. À, các bạn nhìn kỹ ha, những ray như thế đó, đầu trên cũng vậy, song song nhau. Đó, khoảng cách giữa hai cái ray này tùy thuộc vào tấm pin của các bạn. Các bạn tính làm sao mà cho mỗi tấm pin nó gối được một nửa. Đó, một nửa, và trừ cái kẹp giữa ra khoảng 3 cm. Đó, thì mình cứ, các bạn cứ, bởi vì cái này nó khá là rộng rồi, nó vô tư đi các bạn ạ. Nên là các bạn cứ căn đo từ giữa cái ray này sang giữa cái ray này bằng độ rộng của tấm pin là được các bạn nhé. Đấy, ví dụ như tấm pin của mình, tấm pin mono 210 là cái chiều ngang của nó là 70 cm. Đấy, nên là mình đo từ cái chỗ giữa của cái ray này sang giữa của cái ray tiếp theo, cái giữa là 70 cm luôn ha. Đó, từ đây đến đây cũng 70 cm, đo ở giữa các bạn nhé. Rồi, còn cái giữa hai cái thanh này, thanh này và thanh trên đây, thì các bạn tùy thuộc và tức là gối và tầm vào tấm này, tầm vào giữa 1/3 của tấm pin đó, cũng được. Nói chung là các bạn gối sao cho nó hợp lý tấm lực, cân lực thôi, cái này không quan trọng lắm các bạn nhé, vì mình cũng đâu có chịu, đâu có bước lên tấm pin đâu, nên không
không quan trọng lắm các bạn nhé. Đây, chúng ta tiến hành bắt ốc. Này do cái sắt của mình đây là sắt 30. Nên là cái ốc 7 sao ấy, nó hơi dài quá. Nếu mình gắn xuống là nó sẽ cấn máy tôn các bạn nhé. Nên là mình sẽ mua ốc inox mình thay sau. Mình tạm thời mình gắn một cái vít này đã. Đấy. Tạm thời mình gắn ốc này đi, trời tối quá rồi. Mai mình sẽ mua ốc inox mình thay vào sau. Đấy, chủ yếu là mình cho các bạn thấy cái phương pháp của mình lắp thôi. Mà mình bắt công mình dỡ ra, không có ít không sao cả, chơi mà. Cái này mình cho ốc và inox cho nó bền các bạn ạ. Làm nhanh cho các bạn xem tối mất rồi. Chắc mình đi mình có suất mình làm thôi. Nên là mình đi mua đồ nó còn thiếu. Cái vít nó phải xuyên qua được hai cái sắt các bạn nhé, nó mới đảm bảo được. Chứ còn nó sắt nó xuyên qua một mé thì là nó không được cứng lắm đâu. Tất nhiên là trước mắt thì không có đề gì, nhưng phải lâu về dài. Ốc này thì cũng chắc chắn đâu, nhưng mà mình nghĩ rằng nó không phải là ốc chống gì đâu. Mình bắt cái này nó vừa cao, nó lại nó thoáng, lại chắc chắn các bạn ạ. Làm nó hơi cầu kỳ một tí. Sau khi là mình xét được góc độ không chuyên. Rồi xong. Ok, giờ mình sẽ lắp combin lên các bạn nhé. Mình sẽ quay lại cho anh em xem chi tiết một tí nhé. Đấy, đầu tiên thì các bạn xem tấm pin của mình đây. Tấm pin của mình là chiều rộng này 70 phân này. Ok. Đó, chiều dài là 156 này. Ok nhá. Thì bạn mua cho mình hai thanh sắt. Sắt vuông. Loại càng dày một tí. Vuông mà kém nhá. Không gì là tốt. Đó, hai thanh. Hai thanh. Nếu mà các bạn lắp, tất nhiên là các bạn lắp nhiều pin thì các bạn chọn thanh dài. Ở đây ví dụ là mình đang giới thiệu các bạn là mình làm cho hai tấm các bạn nhé. Đó, hai tấm thì mình lấy 1m6, hai thanh 1m6. Đó, hai thanh 1m6 như thế. Và mình sẽ tiến hành mình bắt nó lên, bắt ngang mái. Bắt ngang mái lên mái tôn như thế này, làm đế các bạn nhé. Đó, sau đó các bạn bắt các cái ray. Ray này là ray 18 phải không nhỉ? Ray 20. Ray 20. Đây bao nhiêu không quan trọng, các bạn bắt lên đây. Đấy, bắt lên cái thanh sắt của chúng ta vừa bắt. Đó. Thì khoảng cách giữa các ray này các bạn này căn này. Tấm pin của mình là chiều rộng là 70 đúng không ạ? Đó, thì mình sẽ lấy cái khoảng cách là 70 đó. Mình vừa làm vừa quay nó hơi khó chịu một tí ha. Hơi khó tí. Đây các bạn nha, căn vào giữa này. Đó. Thì các bạn nghĩ các bạn không, cái này không cần phải xem mình hướng dẫn đâu. Đó, giữa của cái đai thứ nhất này, giữa của cái đai thứ hai này là 70 này. Đó, ok nhá. Đấy, tiếp tục này, giữa của cái đai ở giữa này. Đó, tức là khoảng cách giữa ở giữa điểm giữa của các cái đai này là 70. Đó, hay là xong ha. Rồi còn cái khoảng cách giữa hai cái đường ray này thì các bạn căn cứ vào cái tấm pin của bạn, chiều dài tấm pin của bạn, các bạn cho nó phụt lại một tí là được nhá. Đấy, phụt lại một tí là được. Đây, ví dụ đây mình để 1m15 này. Đó. Thế
thôi. Đó, bây giờ chúng ta bắt tiến hành bắt tấm pin bình thường. Thì các bạn lưu ý cho mình là chúng ta bắt cái ray này nằm ngang tấm pin các bạn nhá, theo chiều ngang tấm pin chứ không phải bắt dọc nhá. Mình thấy một số bạn bắt dọc là nó sai, nó không đúng nhá. Đây mình chỉ luôn. Rồi mình sẽ đặt tấm pin lên rồi mình sẽ chỉ các bạn bắt nhá. Mình sẽ tiến hành đặt cái tấm pin lại cho cũ các bạn nhá. Đầu tiên thì các bạn luồn cái thanh chặn giữa vào, kẹp giữa vào. Đây nha bạn nhá. Đó, thanh ray nó phải nằm ngang thế. Nằm ngang. Nó nằm ngang thế này này. Đó. Cái kẹp giữa này chúng ta đưa vào trong thế này. Nó kẹp mép như vậy. Đó. Thế này. Do cái máy của mình không thẳng nên nó không được vuông lắm mà. Cái đòn tay. Đó thì cái này này, các bạn chú ý cái đế đây này. Đây này các bạn này. Đưa chiều này vào. Cái chiều nào nó bề nó rộng thì bạn đưa vào. Cái này này. Đó. Có cái G đây này, à, thấy không? Có cái sóng này, đó, cái sóng G này chúng ta đưa vào, để như thế này chúng ta đưa vào này, đó, đưa vào, đấy, nó chạy như thế này này, đó, các bạn xem cái G nào, ví dụ cái chiều này mà nó bị hẹp quá thì các bạn nên xoay lại nhá, rồi, ốp sát vào tấm pin, được chưa? Đấy, đây là cặp bìa. Ta làm như vậy, đầu kia cũng thế nha. Chúng ta ốp ok vào, nhắm nó thẳng, tương đối thẳng cái pin này. Thì chúng ta tiến hành dùng cái lục giác này, chúng ta siết vào nha. Mình vừa quay nên là vừa làm nó hơi lóng ngóng một tí. Quan trọng là mình quay cận cảnh để cho mọi người thấy thôi. Tí nữa mình sẽ bỏ ra mình siết bằng tay lại. Các bạn siết vừa thôi, không cần phải siết chặt lắm đâu. Ốp sát tấm pin vào. Cho bạn nó sẽ không bị chạy. Thì đây mình vặn sơ sơ thôi vì mai mình phải tháo ra mình thay ốc. Rồi xong. Đấy, cái này cũng vậy. Mà lưu nhé, mình vừa làm vừa quay nên mình đôi lúc mình không để ý được nó trượt mà không hình thì các bạn thông cảm nhé. Quan trọng là các bạn nắm được cái phương pháp chúng ta kê kích như thế nào thôi.
Ở đây chúng ta đến cái kẹp giữa nhá. Kẹp giữa chúng ta cũng đút vào các cái ray như vậy. Đấy, nó phải nằm ngang. Cái thanh ray nằm ngang nó là mình quay chi tiết rồi, mình không muốn lại nhiều ha. Đấy, các bạn ốp sát vào, nó kẹp sát vào như thế này. Đó, rồi chúng ta set up nhá. Chỉ có cách này chúng ta mới có một cái mặt phẳng ở trên một cái mái không phản phẳng anh em. Đây là cái này bị sai này ha. Nó có cái ray. Đó, như thế này này. Đút vào. Nó chạy. Từ vậy chúng ta đi, chúng ta siết hết đủ 6 cái. Mình làm cái này thì mình kê nó cao được một tí, không được cao được như họ làm chuyên nghiệp, họ hàn khung lên ấy thì nó cao, nó thoáng, vừa dễ dày nhợ, vừa thoáng mát cái tấm pin các bạn. Thì chúng ta lắp sắt máy tô này nó nóng lắm. Rồi. Đấy, ok. Xong. Rất là ok anh em, rất là chắc chắn luôn đấy. Mai mình sẽ thay lên, mình thay lại ốc inox là xong. Rồi, clip của mình đến đây kết thúc rồi. Hy vọng sẽ giúp ích được cho anh em mới tham gia tập chơi pin năng lượng mặt trời mà chúng ta thích tự lắp đặt. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Các bạn đừng quên nhớ bấm like, share, ủng hộ mình phát triển kênh nhé mọi người. Xin chào, gặp lại các bạn.